giỏ. Cái này nó dày, xương bé như Yeah.
còn 1 khúc rồi đấy. À, còn 3 khúc rồi. Còn 3 khúc. Ninh cơ mà. Đợi chặt cho mấy người trước này đã. Vâng. Nhé. Chị lấy cho em 200.000 cả xích xích cả chân giò cả ba chỉ nhá. Ba thứ này. Còn không cơ. Họ lấy một chiếc. Ôi,
không? Của ai nhỉ? Con ba chỉ thì còn ít thôi, còn có đủ ăn hay không? Em ăn giờ của em nó có tiền à? Của em nó có tiền à? Số bao nhiêu đọc của chị gạch sổ ấy? 963. Con mỗi ba chỉ 100 trăm giò. Ba chỉ mỡ, mỡ nhiều mỡ này không? Hết rồi đúng không? Hết rồi. Cháu ăn xem sau. Em kia dạ dày không ăn ba chỉ nữa đâu phải không? Có hả? Đây luôn rồi. Gói vào thử đâu. Cái này là mình đặt trước mới làm hả chị? Không phải đâu, cái này kiểu khách mua họ ăn muộn thì họ đặt. À. Họ lấy muộn ấy. À. Vàng cái này xong hơi ra nó phai hết. 150.